bài văn, đoạn văn, nghị luận xã hội thì phần phản đề này em có thường gặp khó hay không? Và em thường viết phản đề của nghị luận xã hội như thế nào ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái cách viết nghị luận xã hội, cái cách viết phản đề như thế nào nhé. Thế thì các bạn ơi, đối với cái phần phản đề nghị luận xã hội ạ, được chưa nào? Các bạn sẽ rất hay viết một cách truyền thống. Tức là gì? Các bạn sẽ hay đi phê phán. Đúng không ạ? Và các bạn chỉ gói gọn nó trong phần phê phán mà thôi, không có thêm những phần khác. Thế nhưng có phải là nghị luận xã hội chỉ nằm ở phần phê phán hay không? Phần phản đề nghị luận xã hội chỉ nằm ở phê phán hay không ạ? Mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi là nó có thể có thêm những ý nào nữa ở trong nghị luận xã hội. Đấy, Thảo Vi, em đang là 2K9 và em thấy phần viết văn cũng như phản đề của mình còn hơi lủng củng, cũng không nhiều ý để viết nên cứ bị lặp lại từ ngữ rất nhiều. Có vẻ như là Thảo Vi đang đọc ra được một cái căn bệnh của rất nhiều bạn khi chúng ta viết phản đề nghị luận xã hội, đúng không ạ? Thế cho nên ngay từ đầu buổi live thì chị đã nói với các bạn, đó là các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn có thể các bạn viết rất trơn tru ở phần bình bài vai trò bàn luận nếu như được một cái đề mà các bạn thích hoặc là được một cái đề mà các bạn đã có cái kiến thức về nó rồi. Thế nhưng cứ đến phản đề, rất nhiều bạn viết đang rất trơn tru ở phần vai trò ý nghĩa dẫn chứng, đến phản đề các bạn sẽ ngay lập tức bị bí từ. Các bạn sẽ ngay lập tức chỉ biết phê phán và phê phán thôi. Chứ còn các bạn cũng không hiểu là phản đề là mình sẽ làm những thao tác gì, mình sẽ nói những điều gì, mình sẽ bàn luận điều gì để cho cái vấn đề của chúng ta nó sâu sắc hơn và nó đúng với một vấn đề xã hội được bàn luận. Đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là các bạn nhé, các bạn hoàn toàn hãy để ý cho chị phần phản đề. Bởi vì đây sẽ là cái phần mà nó quyết định xem là em 1,5 điểm hay 1,75 điểm. Đừng coi thường phần phản đề, được chưa ạ? Phần phản đề như chị đã nói với các bạn rất nhiều lần rồi, nó không chỉ thể hiện được cái góc nhìn, cái quan điểm cá nhân của em về cái vấn đề mà đề bài cho, mà nó còn thể hiện được cái tính sáng tạo của em ở trong bài văn nghị luận xã hội nữa. Đúng không? Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mà chúng một cái đề mà ai cũng biết làm thì vai trò ý nghĩa hay là những cái phần như là biểu hiện, giải thích, rất nhiều bạn sẽ làm giống nhau. Nhưng cái điều khiến cho bài của em nó là một cái bài mang góc nhìn cá nhân, đó là em biết lật ngược vấn đề, em biết phản đề. Được chưa? Chúng ta gọi đó là phần phản đề. Còn ở trong đó chúng ta sẽ có rất nhiều ý để có thể nói. Cho nên là các bạn sẽ chú ý vào đây cho chị ạ. Nhá. Còn bạn nào gặp vấn đề ở phần phản đề giống như Thảo Vi không nào? Còn bạn nào không ạ? Còn bạn nào gặp vấn đề về ở phần phản đề giống như bạn Thảo Vi vừa tâm sự với chị không? Chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ, đúng không nào? Bởi vì là khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta đang thiếu sót ở đâu và chúng ta cần bổ sung cái điều gì nhá. Có bạn nào cũng gặp vấn đề ở phần phản đề không? Có thể comment giúp chị được không? Có vẻ như là hơi ngại ngần trong việc chia sẻ về phản đề nhỉ? Đừng ngại ngần đúng không ạ? Có bạn nào ở trong buổi live này gặp vấn đề ở phần phản đề không ạ? Chúng ta không biết viết cái gì ở phần phản đề. Chúng ta không biết là ở phần phản đề chúng ta sẽ đưa ra những quan điểm như thế nào, đưa ra những lý lẽ như thế nào. Hoặc là gì ạ? Hoặc là ở phần phản đề có phải là chúng ta chỉ đi phê phán hay không? Đúng không? Và tại sao bài của chúng ta dù có thể là cảm thấy bài mình bàn luận khá là tốt, nhưng cao nhất cũng chỉ dừng lại ở 1,5 điểm. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải bắt cái căn bệnh của mình khi viết nghị luận xã hội để đưa ra được những giải pháp cụ thể. Chị chào Ngọc Đào nhá, chào em. Các bạn sẽ nhớ cho chị đối với cấu trúc của một cái bài nghị luận xã hội. Chị ơi,
Mai em thi khảo sát văn, em cần ôn gấp những phần nào ạ? Chỉ em với hơi lạc đề à? Thật ra thì thi khảo sát thì vẫn có nghị luận xã hội mà, đúng không ạ? Thế còn đối với cái việc là em cần thi cái gì để cho cái kỳ thi khảo sát của mình ấy, thì em sẽ cần thứ nhất cũng phải ôn về nghị luận xã hội, cũng phải ôn về cái phần phản đề. Cái thứ hai, đối với phần nghị luận văn học thì nó sẽ có những câu đọc hiểu và sẽ có những câu viết đoạn. Đấy, sẽ có những câu đọc hiểu và sẽ có những câu viết đoạn. Thế cho nên là em đối với những câu đọc hiểu thì em cần phải nắm vững được kiến thức nền. Không chỉ nắm vững kiến thức nền tác phẩm mà em còn phải nắm được cả kiến thức tiếng Việt nữa, được chưa ạ? Đấy. Thế còn đối với dạng đoạn văn thì chị nghĩ rằng là thi khảo sát nó sẽ bám sát vào cái tiến trình học trên lớp của em. Nếu như tiến trình học trên lớp của em đang học đến mùa xuân nho nhỏ sang thu chẳng hạn, đúng không? Hoặc là đang học đến viếng lăng Bác thì cái giới hạn đề nó sẽ thường nằm ở các tác phẩm từ đầu kỳ 2 đến bây giờ. Còn nếu như tiến trình học trên lớp của em chưa học đến các tác phẩm của học kỳ 2, trọng tâm của học kỳ 2 như mùa xuân nho nhỏ sang thu thì có thể rất có khả năng sẽ vào các tác phẩm của học kỳ 1, cuối học kỳ 1, văn xuôi của học kỳ 1 chẳng hạn, hoặc là vào những cái tác phẩm nghị luận đầu kỳ 2, ví dụ như bàn về đọc sách đấy, đúng không? Đấy, những cái tác phẩm như vậy thì sẽ hay vào đề thi khảo sát. Chị ơi, dấu hiệu đề nghị luận xã hội là gì ạ? Dấu hiệu của đề nghị luận xã hội nó sẽ có những cái từ nó gần giống với lại cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như dấu hiệu của nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống nó sẽ là cái từ hiện nay chẳng hạn, đúng không? Hoặc là cái từ thực trạng chẳng hạn. Thế còn dấu hiệu của nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý thì nó sẽ là một câu châm ngôn, nó sẽ là một đức tính, đúng không ạ? Nó sẽ là một cái nhận định nào đó, nó mang cái tính chất là gì ạ? Bền vững và lâu dài. Thế còn hiện tượng đời sống thì nó sẽ mang cái tính chất cập nhật hơn, mới hơn và là một cái hiện tượng nổi cộm trong xã hội, có dẫn chứng cụ thể. Thì đó sẽ là những cái dấu hiệu về nghị luận xã hội chúng ta có thể để ý nhé. Đối với nghị luận xã hội ở đây, cái phần phản đề thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó là cái đề về tư tưởng đạo lý ạ. Đề về tư tưởng đạo lý. Đối với tư tưởng đạo lý thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái cấu trúc quá quen thuộc rồi. Đấy là gì ạ? Giải thích này. Biểu hiện này. Sau đó đến vai trò ý nghĩa này. Vai trò ý nghĩa này, sau đó chúng ta sẽ đến với phần dẫn chứng, đúng không nào? Chúng ta sẽ nhắc lại một chút cái cấu trúc thôi nhá, cái cấu trúc của cái bài nghị luận xã hội nhá. Đấy, nhắc lại để chúng ta nhớ lại về cái cấu trúc của mình. Sau đó đến phần dẫn chứng. Dẫn chứng rồi gì nữa ạ? Đây chính là cái phần mấu chốt mà chị muốn nói với các bạn ngày hôm nay, đó là cái phần phản đề. Thế thì các bạn sẽ và cuối cùng đó là bài học liên hệ mở rộng. Đúng không? Các bạn sẽ thấy rằng là đối với cái cấu trúc này thì cái vị trí của phần phản đề nó nằm ở gần cuối cùng. Đây sẽ là một cái vị trí khá là bất lợi cho phản đề. Bởi vì đối với cái nghị luận xã hội ấy, thời gian viết của các bạn nó chỉ khoảng 20, 25 và cùng lắm là 30 phút thôi. Thế thì trong 30 phút đấy các bạn phải đảm bảo cơ bản đã là 6 ý rồi. Chưa kể đến là những cái ý nó mang cái tính chất rất là nổi bật như là vai trò ý nghĩa hay dẫn chứng thì các bạn sẽ cần phải bàn luận rất nhiều. Thế cho nên không thường đến cái phần phản đề thì rất nhiều bạn sẽ viết qua loa ở phần phản đề. Các bạn chỉ đi phê phán mà thôi.
đúng không? Chị hỏi một câu đối với những bạn trong buổi livestream nhé. Đó là các bạn khi mà viết phản đề có chỉ phê phán không thôi, hay là các bạn có thêm được những ý nào nữa không ạ? Các bạn có thêm được ý nào nữa về có thêm được ý nào nữa về về những cái phản đề không ạ? Hay là chúng ta chỉ đi phê phán thôi? Dẫn chứng thực tế nghị luận xã hội về ý nghĩa của nghị lực và gì ạ? Ý nghĩa của nghị lực và niềm đam mê viết như thế nào ạ? Ý nghĩa của nghị lực và niềm đam mê thì nhiều lắm đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều người họ vừa có nghị lực, họ vừa có cái niềm đam mê. Và đặc biệt là em có thể lấy những cái nhà bác học, có thể lấy những cái người mà giỏi trong những lĩnh vực công nghệ. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy rằng là Thomas Edison chẳng hạn, đó là một người rất nghị lực, bởi vì là từ nhỏ thì được sống trong một gia đình không đầy đủ tình yêu thương, chỉ có mẹ thôi, mẹ nuôi dạy thôi. Thế nhưng mà bằng cái niềm đam mê với gì ạ? Với điện. Đấy, niềm đam mê với điện, với những cái công trình mà chúng ta sẽ thấy rằng là ông ấy tại sao có cả nghị lực, có cả đam mê nữa? Bởi vì để làm ra bóng điện thì Thomas Edison đã phải trải qua hơn 1.000 thí nghiệm khác nhau. Đấy, chúng ta có thể lấy cái dẫn chứng về Thomas Edison, hoặc là chúng ta có thể lấy cái dẫn chứng về Marie Curie. Đây là một nhà bác học nữ, đúng không ạ? Và đã từng đạt được giải Nobel, thậm chí là 2 lần. Người đầu tiên được trao 2 lần giải Nobel, đó là trong lĩnh vực vật lý và lĩnh vực hóa học, một nhà bác học nữ. Và với cái niềm đam mê hóa học này, bà này thì nổi tiếng hơn với niềm đam mê hóa học. Với niềm đam mê hóa học và cái nghị lực để có thể vượt qua ranh giới về bình đẳng giới, thì bà ấy đã trở thành một nhà bác học gọi là nổi tiếng và thiên tài trong suốt chiều dài lịch sử của cả nhân loại. Được chưa ạ? Chúng ta hãy lấy, khi nói về niềm đam mê và nói về nghị lực, thì hãy lấy những nhà bác học ở trong một chuyên môn nào đó của họ. Phê phán thôi chị ơi hả? Mình có thể mở rộng ý kiến ra. Ừ, ok. Bình thường em toàn phê phán thôi. Chỉ kịp thời gian để phê phán thôi chị ạ. Đấy, cái điều đấy nó tức là cái điều đấy nó là cái mà nó khiến cho cái phần phản đề bị bất lợi hơn những phần khác đấy. Bởi vì phản đề nó nằm ở gần cuối rồi. Và ở cái giai đoạn là phản đề và bài học liên hệ mở rộng, nó nằm ở gần cuối đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ chỉ còn một vài phút, thậm chí là một vài phút thôi. Thế nhưng trong một vài phút đấy, cái điều đầu tiên đó là các bạn phải lường trước được thời gian đã. Khi mà các bạn không thể lường trước được thời gian thì các bạn phải có những cái cách để chúng ta vẫn đủ ý, nhưng chúng ta vẫn chạm được tất cả những cái ý đấy. Thế nhưng nó không bị lan man, nó không bị dài dòng, mà nó không bị chiếm cái dung lượng của những phần khác. Được không nào? Ôn những bài gì để thi khảo sát? Chị nhắc lại cho các bạn một lần này. Đó là thi khảo sát mỗi địa phương, mỗi tỉnh sẽ rất khác nhau, bởi vì tiến trình học khác nhau. Thế cho nên thi khảo sát em hãy bám sát rằng là em đang học đến bài nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ ôn những cái bài đấy trở về trước. Ví dụ đang học đến đầu kỳ 2 thôi, chưa học đến mùa xuân nho nhỏ, thì ôn văn bản nghị luận, ôn những tác phẩm văn xuôi truyện hiện đại học kỳ 1. Nếu như đang học đến cái tác phẩm nào của học kỳ 2 thì chúng ta sẽ ôn từ đầu kỳ 2 đến tác phẩm đó. Bởi vì thi khảo sát ở địa phương nào cũng vậy, sẽ bám sát cái tiến trình học của các bạn để đưa ra một cái đề nó hợp lý nhất. Được chưa nào? Chị ơi, đi thi mà viết sai tên tác giả của trích dẫn thì có bị trừ điểm không ạ? Viết sai tên tác giả của trích dẫn, chị không biết là nghị luận văn học hay nghị luận xã hội. Thế nhưng theo chị như thế này ạ, khi chúng ta viết sai thì chắc chắn chúng ta sẽ bị trừ điểm. Chỉ là nếu như sai tên của một cái tác giả trong một tác phẩm văn học mà chúng ta đã học của lớp 9 chẳng hạn, thì đây là một lỗi nặng, bởi vì nó tính vào là các bạn không nhớ kiến thức, không nhớ kiến thức chung, không nhớ kiến thức khái quát. Thế còn nếu như viết sai tên của một cái ông mà đề cho, sau đó thì để cái tên tác giả đấy, và rồi các bạn viết lại mà bị sai ấy, thì nó vẫn bị trừ điểm. Tuy nhiên thì nó sẽ không bị tính vào là sai kiến thức hay là không nhớ kiến thức, mà chỉ tính vào là lỗi diễn đạt, lỗi dùng
từ thôi ạ. Chào chính chị, chào chính tâm, chào các bạn. Thế cho nên là chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút xíu ở phần phản đề. Đó, cái phần mà chị muốn bàn luận với các bạn trong kỹ hơn trong một buổi live. Bởi vì sao? Bởi vì là, đấy, một cái lỗi rất là quen thuộc của các bạn, đó là chỉ đi phê phán ở phản đề thôi. Mà chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như chỉ có phê phán thì phản đề nó sẽ không làm rõ được cái chức năng của nó trong một bài nghị luận xã hội. Ở đây đối với phản đề, kể cả các bạn có còn thời gian hay không, thì các bạn cũng nên đảm bảo được hai ý như sau. Thứ nhất, chính xác là các bạn vẫn đi phê phán. Một, đó là các bạn vẫn đi phê phán. Các bạn nếu như có những đề nào mà đang gặp khó về phần phản đề thì các bạn có thể comment ở dưới nhá, để chị đọc được thì chị sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn thực chiến luôn ở trên những cái đề mà có sẵn, được chưa ạ? Năm nay em lớp 8, chương trình mới, em thi khảo sát chất lượng. Em muốn cải thiện điểm cả phần viết văn cả đọc hiểu thì phải làm sao ạ? Nếu như là lớp 8, tức là cũng rất là tiệm cận với lớp 9 rồi, mà mà lại bảo là được điểm như vậy là điểm dưới trung bình, thì đấy là một cái tín hiệu rất là đáng lo nhá. Đấy là một cái tín hiệu mà chị thấy rằng là không được đâu ạ. Được không nào? Chúng ta phải thẳng thắn với nhau là không được. Bởi vì là đấy là điểm dưới trung bình, và nếu như ở cái mức độ, cái số điểm đó của em thì gần như là em chưa nắm hoàn toàn về bất cứ một cái vấn đề gì cả, kể cả kiến thức nền hay đọc hiểu. Thế cho nên chị hy vọng rằng là đối với bản thân em thì đầu tiên em phải tìm ra được là em đang bị gặp vấn đề gì. Nếu như em đang gặp cái vấn đề lớn nhất để khiến cho cái bài của em như vậy, đấy là mất gốc, thì chị khuyên em đó là đừng tự học. Nếu như em đang là học sinh mất gốc thì đừng tự học, mà hãy tìm những khóa học, tìm những lớp học nó thực sự là phù hợp với mình, và hãy bắt đầu cho chị từ kiến thức nền. Dù là chương trình mới hay chương trình cũ, chị nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức nền. Kiến thức em có ở đâu? Chương trình mới người ta vẫn học kiến thức nền mà, đúng không? Thế còn đối với cái việc là chương trình mới thì người ta sẽ đề cao cái việc chúng ta học theo thể loại, và nó sẽ thậm chí còn khó hơn chương trình cũ, bởi vì là sẽ ít ra đề ở trong sách giáo khoa, tác phẩm trong sách giáo khoa, mà sẽ ra thể loại đó thôi. Đấy, thế cho nên là chị nghĩ rằng là cái vấn đề của em, chị sẽ đối với bản thân chị theo dõi nhé, thì sẽ là mất gốc. Và em nên tìm những cái khóa học, em nên tìm những cái có thể online cũng được, hoặc là trực tiếp cũng được, để có thể gọi là học lại từ đầu cho mình, được chưa ạ? Nhá. Nếu như em muốn tư vấn kỹ hơn, bởi vì trong buổi live này thì chị cũng không tư vấn kỹ được, thì em nhắn tin về cho các chị, nhắn tin về cái fanpage mà em đang xem live ấy. Đó, thì các chị sẽ cố gắng hỗ trợ cho mình nhá, và đưa ra cho mình lời khuyên ạ. Chị nghĩ sao về sách chương trình mới ạ? Sách chương trình mới thì thật ra là cũng không phải là mới đây, đúng không ạ? Cũng gọi là nếu như là lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 thì đã ra khá là, cũng được vài năm rồi, và chúng ta vẫn đang tiếp tục áp dụng rồi. Và có sự thay đổi như thế nào thì bây giờ cũng không phải quá bỡ ngỡ nữa. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là bắt đầu đã có sách lớp 9 và lớp 12. Và nếu như các em lên internet thì các em sẽ thấy những cái bản mẫu của sách lớp 9 rồi. Và hãy đọc thử đi và thử cảm nhận đi, đúng không? Và chỉ có một cái từ, chị nghĩ rằng là có một cái ý kiến của chị dành cho sách lớp 9 thôi. Đấy là sẽ có thêm rất nhiều thể loại, và chúng ta sẽ được học rất nhiều thứ nữa. Các bạn yên tâm là như vậy. Đối với các bạn lớp 8 năm sau lên lớp 9 nhé. Thế còn các bạn lớp 9 mà đọc sách mới thấy hay quá mà không có, chưa hết cơ hội được học trong năm nay rồi, thì năm sau lên lớp 10 cũng có rất nhiều thể loại hay như vậy. Chị ơi, từ đầu năm đến giờ em điểm kém hơn điểm lớp 8 thì phải làm sao? Nó có thể xuất phát từ nhiều vấn đề đấy. Nếu như mà em vẫn học như vậy, cách học của em vẫn như vậy, mà điểm của em kém hơn lớp 8 thì rất có thể là do em, đối với những cái tác phẩm của lớp 9, em chưa có được những cái sự gọi là tiếp thu nó nhanh. Bởi vì lớp 8 những cái thể loại đó thì chúng ta sẽ học, cũng học khá là chuyên sâu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng học ở cái mức độ là
chưa phải phân tích quá nhiều giống như lớp 9. Nhưng mà nếu như lớp 9 mà gặp vấn đề như vậy thì em sẽ phải tìm ra xem là, ví dụ em sẽ quan sát vào những cái bài thi của em xem là phần nào bị mất điểm nhiều nhất, phần nào em hay bị phê là không đạt nhất, để mình xem là cái cốt lõi là mình đang bị thiếu hụt ở chỗ nào để mình bổ sung. Em khá yếu câu hỏi đọc hiểu nghị luận xã hội lớp xã hội chuyên sâu à? Có học phần này không ạ? Có. Đối với khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu các chị hiện tại đang có đấy các bạn ạ, thì sẽ học tất cả về cái phần nghị luận xã hội. Và đặc biệt là trong lớp này, nếu như các bạn được học trực tiếp với giáo viên mà, học qua livestream, học qua Zoom mà, đúng không? Zoom, Meet đó, những cái phần mềm online để các bạn có thể học, thì khi các bạn gặp vấn đề gì các bạn mạnh dạn bật mic lên hoặc là nhắn tin vào bot chat, bởi vì là sẽ không có gì là tốt hơn là chúng ta sẽ tương tác trực tiếp với giáo viên cả. Cho nên các bạn cứ hết mình, các bạn cứ nhắn tin nhá. Nhắn tin về cho các chị với giáo viên của khóa nghị luận xã hội chuyên sâu ạ, được không nào? Rồi, quay trở lại với phần phản đề ngày hôm nay của chúng ta. Quay trở lại với phần phản đề ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên chúng ta vẫn đi phê phán. Chúng ta đi phê phán gì ạ? Chúng ta đi phê phán những điều tiêu cực. Chúng ta đi phê phán những biểu hiện ngược lại với vấn đề nghị luận, nếu đó là vấn đề nghị luận tích cực. Tín hiệu nghệ thuật thì chắc là lớp 8 đúng không? Lớp 8 hay lớp 10 ạ? Chương trình mới thì chúng ta sẽ được học về tín hiệu nghệ thuật. Cố gắng nắm kỹ về về khái niệm của nó, đúng không ạ? Và sau đó thì hãy đọc lại những cái bài mà thầy cô của mình đã chữa về tín hiệu nghệ thuật, dấu hiệu của tín hiệu nghệ thuật như thế nào nhá. Đối với phần phê phán thì chúng ta sẽ phê phán những điều tiêu cực và những biểu hiện nó đi ngược lại với vấn đề nghị luận. Lấy ví dụ luôn, ví dụ như là tự tin thì chúng ta sẽ phê phán những người tự ti, đúng không ạ? Chăm chỉ thì chúng ta sẽ phê phán những người lười biếng. Những người sống chủ động tích cực thì chúng ta sẽ phê phán những người mà luôn sống thụ động, bi quan, tiêu cực về cuộc sống. Đó, thì tức là cái phần phê phán thì sẽ là cái ý mà dễ thôi, bởi vì là nó sẽ là chúng ta phê phán những điều ngược lại, chúng ta phê phán những điều mà tiêu cực trong cuộc sống của mình. Thế nhưng cái vấn đề là phản đề nó không chỉ dừng lại ở phê phán. Phản đề là cái vấn đề đấy được đặt ở những góc nhìn khác nhau như thế nào. Có phải lúc nào cái vấn đề đấy cũng đúng hay không? Có phải đặt trong hoàn cảnh nào, đặt trong cái hoàn cảnh của ai thì cái góc nhìn đó cũng đúng, cái phần nghị luận, vấn đề nghị luận đó cũng là một vấn đề nghị luận đã hoàn hảo rồi chưa? Đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ, kể cả là các bạn có không đủ thời gian, các bạn cũng nên đảm bảo cái ý thứ hai. Đấy là các bạn hãy đưa cái góc nhìn khác về vấn đề nghị luận. Tức là chúng ta đi trả lời câu hỏi là gì ạ? Có phải trong trường hợp nào thì vấn đề nghị luận cũng đúng hay không? Đấy, nói ra thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng các bạn cứ thử đi trả lời cái câu hỏi khi các bạn đặt cái vấn đề nghị luận. Đó là có phải trong bất cứ trường hợp nào thì vấn đề nghị luận cũng đúng? Có phải lúc nào sống chủ động cũng đúng không? Đúng không ạ? Có phải lúc nào là chúng ta cứ tích cực, chúng ta cứ lạc quan, chúng ta cứ suy nghĩ vui vẻ về cuộc sống nó cũng đúng hay không? Đúng không ạ? Có phải lúc nào chúng ta cũng 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 chúng ta cũng cũng chăm chỉ là cũng đúng hay không? Có phải lúc nào chúng ta giản dị là cũng đúng hay không?
Đấy, thế cho nên là cái điều khiến cho cái phần phản đề nó sẽ trở thành cái mấu chốt của cái quan điểm cá nhân. Đấy là chúng ta đặt cái vấn đề đó ở những góc nhìn khác nhau để xem liệu rằng cái vấn đề đó nó tốt rồi. Nhưng nếu như ở cái góc nhìn khác thì chúng ta cần phải làm gì để nó tốt như vậy nữa. Chứ còn không có điều gì là tuyệt đối cả, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy, không có điều gì là tuyệt đối. Và có những điều tuyệt đối thì thậm chí nó không tồn tại đâu. Nhá. Thế cho nên chúng ta nghĩ rằng là không có điều gì là tuyệt đối, cho nên chúng ta mới cần đến cái phần phản đề. Chị ơi, chị nghĩ gì về cách học văn không động não mà chỉ học thuộc văn mẫu để có điểm cao và nó có thực sự là văn học thực sự không? Một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải nói đến rất nhiều, đúng không ạ? Và chị chỉ muốn nói như thế này. Đó cũng là một cách học. Mỗi người sẽ có một cách học khác nhau. Và đó cũng là một cách học. Nhưng nếu như chúng ta cứ giữ cái cách học này đối với chương trình mới thì chắc chắn rằng sẽ không còn những điểm cao nữa. Bởi vì học thuộc văn mẫu, bây giờ đối với chương trình mới nhá, đối với cách cách ra đề mới nữa thì sẽ không lấy những tác phẩm có sẵn và chúng ta cũng không biết được rằng là sẽ lấy tác phẩm nào. Chúng ta chỉ biết về thể loại thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là học thuộc bao nhiêu bài văn mẫu cho nó đủ? Đúng không ạ? Học thuộc bao nhiêu bài văn mẫu cho nó đủ? Chẳng lẽ là học đến 1.000 bài tác giả đấy hay thể loại đấy có 1.000 bài là học thuộc 1.000 bài, có học thuộc được không, đúng không? Và học thuộc như vậy thì có tác dụng hay không, khi mà bây giờ có 1.000 cách hỏi khác nhau, có 1.000 cách ra đề, gọi là những cái tác phẩm ngữ liệu tác phẩm khác nhau, cứ học thuộc như vậy thì nó có phải là một cái cách học tối ưu hay không? Trong quá khứ thì có những người đã từng học thuộc như vậy và đạt được điểm cao. Đó không phải là hiếm và đó cũng là một cách học rất tốt. Bởi vì khi học thuộc thì chúng ta sẽ ghi nhớ được rất là sâu kiến thức, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi các bạn học sang chương trình mới thì chị nghĩ rằng đây sẽ hoàn toàn là một cách học rất thụ động. Và chúng ta không nên học cái cách học như vậy nhá. Ừ. Và chúng ta nói rằng nó có thực sự là văn học hay không thì có vẻ như là nó hơi cao quá, đúng không ạ? Văn học thì nó sẽ được bao gồm rất là nhiều thứ. Nghị luận mùa xuân nho nhỏ, chị có những cái bài hướng dẫn về nghị luận về mùa xuân nho nhỏ, em có thể xem lại buổi livestream của chị nhé. Inbox với pet rồi. Đối với pet thì các em sẽ kiên nhẫn một chút xíu bởi vì là hiện tại thì cũng ngoài giờ làm việc đúng không ạ? Và pet thì các bạn yên tâm là vẫn có người trực pet để có thể trả lời tin nhắn cho các bạn. Nhưng mà số lượng tin nhắn đổ về rất là lớn, cho nên chúng ta kiên nhẫn một chút nhé. Nếu như mà thậm chí là có rất nhiều bạn bị lỗi tin nhắn nữa cơ. Thế cho nên là nếu như các bạn thấy là chưa được rep thì các bạn có thể hỏi lại các chị. Vui lòng một chút là chúng ta nhắn lại một tin nhắn hỏi lại để nó nổi lên trên, các chị sẽ trả lời cho mình ngay lập tức, được không ạ? Sử dụng văn mẫu nhưng hiện nghĩ đến lúc thi cấp 3 có thể ghi nhớ được những thứ đó không? Ừ. Chị nghĩ rằng là như chị vừa tâm sự với các bạn và chị cũng vừa nói với các bạn ấy, mỗi người sẽ có một lựa chọn cách học khác nhau, đúng không ạ? Và bởi vì đó là bạn của em nên là em thực sự muốn khuyên bạn, đúng không? Đấy, thế thì em nên chị nghĩ rằng là nếu như lúc nào cũng học thuộc thì không phải là lúc nào điểm cũng cao, mà sẽ có những lúc điểm cao, có những lúc điểm cũng khá là bất thường, đúng không nào? Chúng ta hãy đưa ra những cái lý lẽ hợp lý để có thể thuyết phục bạn. Ý nghĩa lời khen trong cuộc sống nên viết gì ạ? Ý nghĩa lời khen thì chúng ta sẽ xoáy vào là lời khen sẽ giúp cho mỗi con người như thế nào, đúng không? Lời khen nó sẽ là cái động lực để chúng ta, động lực về mặt tinh thần để chúng ta có thể vượt qua được những cái chông gai, vượt qua được những điều tiêu cực, vượt qua được những cái điều bi thương trong cuộc sống. Và lời khen nó còn khiến cho mỗi người, đúng không, trở nên làm sao ạ? Nó còn làm đẹp những mối quan hệ giữa người và người và làm đẹp cho xã hội, được chưa nào? Đấy, thế thì chúng ta sẽ dựa trên những cái ý đó để có thể viết ý nghĩa của lời khen. Quay trở lại với cái góc nhìn khác về vấn đề nghị luận, chị đang nói là khi các bạn, bởi vì cái phần này nó cũng không quá dài để chúng ta bàn luận đâu. Đầu tiên khi các bạn phản đề, các bạn cứ phê phán cho chị, ok. Sau đó thì sẽ là đặt cái vấn đề đấy ở những góc nhìn khác nhau. Có phải trong bất cứ trường hợp nào thì vấn đề nghị luận cũng đúng, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ đặt vấn đề nghị luận này, vấn đề nghị luận ở giữa này. Nếu như nó ít đi thì nó sẽ là những điều tiêu cực này, những điều trái lại này. Thế nhưng nếu như nó quá lên thì nó cũng là một vấn đề tiêu cực.
Ví dụ như là cái sự lạc quan, đúng không? Ví dụ như là cái sự lạc quan, thì đây là lạc quan này, cái ở giữa là lạc quan này, cái ít đi là bi quan này, nhưng mà cái nhiều quá thì lại thành vô tâm, đúng không ạ? Nếu như cứ lạc quan quá mà thiếu đi cái sự sâu sắc thì thậm chí là chúng ta thành cái sự vô tâm với chính bản thân mình và vô tâm với người khác, vô tâm với xã hội. Đấy, thế còn đối với nhiều vấn đề nữa, ví dụ giản dị, giản dị mà nó ít đi hay là nó ngược lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó là cái sự hào nhoáng không cần thiết, đúng không? Đó là cái sự bóng bẩy mà chúng ta cố tình làm cho nó lố lăng lên. Thế nhưng giản dị quá thì lại thành làm sao? Không phù hợp với hoàn cảnh. Giản dị quá thì lại thành gì? Xuề xòa, chấp vá, đúng không ạ? Có rất nhiều cách để chúng ta có thể đặt cái vấn đề nghị luận ở những góc nhìn khác nhau. Chúng ta có thể đặt nó là làm sao ạ? Trường hợp này nó không đúng, trường hợp kia nó chưa đúng. Thế còn một cách nữa là chúng ta hãy đưa nó ít hơn cũng không được, mà nhiều hơn thì cũng vẫn là một vấn đề tiêu cực. Đó chính là một trong những cái cách khá là hay và khá là dễ viết khi các bạn nói về cái góc nhìn khác về vấn đề nghị luận. Khi mà các bạn có những góc nhìn khác về cái vấn đề nghị luận, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là có đôi khi là các bạn bí khi mà các bạn viết phản đề, nhưng nó không đến từ cái việc là không biết viết cái gì đâu, mà không biết gọi tên cái ý đấy là gì, đúng không? Thế cho nên từ bây giờ mà viết phản đề thì chỉ đừng có chỉ đi mỗi phê phán nhá, bởi vì mỗi phê phán thì nó chưa phải là phản đề đâu, mà nó sẽ có rất nhiều vấn đề khác, như là bất cứ trường hợp nào thì vấn đề này, nghị luận này có đúng hay không, đúng không ạ? Và mỗi hoàn cảnh thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề khác nhau. Chúng ta cần phải đặt cái vấn đề nghị luận như thế nào để khiến nó giữ nguyên được cái vai trò, được cái sự tốt đẹp, đúng không? Mà nó không bị làm sao bị ảnh hưởng bởi những cái điều tiêu cực xung quanh. Đó chính là cái việc mà chúng ta đi phản đề, đi lật ngược vấn đề và xem là cái vấn đề đấy nó sẽ như thế nào. Mình nên làm gì để viết văn có nhiều vốn từ ạ? À? Em hay xài văn mẫu rồi đến lúc tự làm lại bí từ. Viên vốn từ thì chị lại không có đưa cho em cái phương pháp và cái kỹ năng được, bởi vì vốn từ nó sẽ nằm nhiều cái việc là em luyện tập nhiều, thậm chí là cái việc mà em xài văn mẫu á, sau đó thì em đọc nhiều văn mẫu của người ta và em thu nạp được kiến thức cho mình, thì đấy cũng là cái việc mà em đang trau dồi từ ngữ. Nhưng em phải chắc chắn rằng đó là những quyển văn mẫu nó uy tín, những quyển văn mẫu mà nó không sao chép, nó không có những cái phần từ ngữ mà không được hay, đúng không ạ? Thế cho nên là cái phần mở rộng từ ngữ của mình thì thứ nhất là mình sẽ đọc nhiều, thứ hai đó là mình cần phải có sự ghi nhớ. Khi em đọc thì em cần phải có cái sự ghi nhớ từ ngữ. Khi là đối với văn mẫu chẳng hạn, hoặc là đối với những cái phần mà em tham khảo chẳng hạn, thì từ ngữ đấy họ sử dụng đã đúng chưa? Nếu họ sử dụng đã đúng rồi mà còn hay trong trường hợp đấy nữa thì em hãy ghi nhớ thật kỹ cái từ đấy, để sau này em viết thì em sẽ tự mình có thể áp dụng vào được. Chị ơi, thi mà vào vấn đề nghị luận mình không biết giải thích từ hoặc cụm từ như thế nào thì mình phải làm sao ạ? Thật ra thì như thế này, đối với những vấn đề nghị luận ấy, thì nếu như nó ở cái dạng là một câu nói chẳng hạn, thì cả câu mà nói rằng là giải thích cả câu thì nó có thể là dài, thế nhưng giải thích từng từ ở trong câu đấy thì nó cũng không quá dài, và giải thích từng từ thì nó sẽ suy ra được vấn đề nghị luận xã hội lớn. Thế còn nếu như mà không biết giải thích từ hoặc cụm từ thì mình hiểu như thế nào mình giải thích nó ra, chứ còn giải thích thì nó không có một cái mẫu nào cả, không có một cái công thức nào để làm cho cái phần giải thích cả, bởi vì mỗi vấn đề nó sẽ có một cách hiểu khác nhau. Tức là em đọc cái vấn đề lên, em đọc cái từ đấy lên, em hiểu như thế nào thì em sẽ giải thích vào trong bài của mình như vậy nhá. Đó, nó cũng không phải là nghị luận xã hội ở cái phần phản đề. Thật ra là nó cũng không đến cái mức độ là chúng ta không viết được cái gì, bởi vì các bạn viết được cái phần phê phán, các bạn cũng có thể được 0,25 điểm. Thế nhưng mà chị mới nói rằng là phản đề nó không chỉ bó hẹp ở phần phê phán, mà nó sẽ còn rất nhiều những phần khác nữa. Có thể là những góc nhìn khác, có thể là những vấn đề nó quá lên, có thể là những vấn đề nó tiêu cực đối với cái vấn đề nghị luận đấy, thì nó đều là phản đề.
Được chưa ạ? Em dùng từ hay sai và chưa đúng chỗ, mình phải làm sao ạ? Dùng từ hay sai thì bây giờ em phải lật ngược lại xem là sai ở đâu? Sai ở điều gì? Sai ở nghĩa hay sai ở cấu trúc? Hay sai ở ngữ pháp? Hay là sai ở cách kết hợp từ? Đúng không? Nếu như sai ở nghĩa thì em, thứ nhất, nếu như em bị sai nhiều ở nghĩa thì em đừng lạm dụng cái từ Hán Việt. Thật sự, hãy dùng những từ thuần Việt mà em hiểu rõ nhất về nó. Được chưa? Em hiểu rõ nhất về nghĩa của từ đấy thì em hãy sử dụng. Thế còn nếu như mà lỗi sai rằng là kết hợp từ hay là cái gì ấy thì em sẽ cần phải học lại về cấu trúc câu, về cấu trúc tiếng Việt. Cấu trúc tiếng Việt. Còn chưa đúng chỗ thì mình phải xem là cái chỗ đấy mình dùng như vậy bị phê chưa đúng chỗ là mình đang sử dụng cái từ nào. Ví dụ như là cái tính từ sử dụng ở đấy chưa đúng chỗ, hoặc là cái từ này nó không mang cái nghĩa này để biểu hiện thì cũng là sử dụng từ chưa đúng chỗ. Mình, cái điều đầu tiên ấy, khi mà các bạn hỏi chị là mình phải làm sao, là các bạn phải hiểu rõ tường tận vấn đề, là các bạn đang sai ở đâu đã. Các bạn, cái điều cốt lõi là các bạn sai ở đâu, các bạn sai về điều gì, sai về từ loại hay sai về nghĩa hay sai về bất cứ thứ gì. Thì giống như là kiểu là chúng ta chẩn đoán bệnh thì chúng ta mới bốc thuốc được đấy, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta thiếu ở đâu, sai ở đâu để có thể đạt được những cái thành công tiếp theo, đó là chúng ta sẽ không sai như vậy nữa. Đấy.